Mến chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của LTK Bonsai. Hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2020 tại điểm bán cây kiển của Lợi Nguyên. Hôm nay mình giới thiệu về đây. Chào chú Tính, chào bà con đang xem kênh. Hôm nay em có về một số phôi như là bằng lăng hoa tím và phôi miệt quế nha bà con. Và mai chiếu thị khủng để giao lưu với bà con nha. Rồi. Đây là cây số 1 là bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Đây, một cây phôi giờ tượng nó đang búng lên là rất là sung rồi nha bà con. Cây này sống khỏe là bảo đảm cho bà con luôn nha. Ngưng rồi. Đây, rất là già cây nha bà con, bảo đảm nha. Rồi. Cái hòn như là một hòn năm bộ nha bà con, hòn núi nha. Đây, chiều cao là 39. Tán ngang của nó là 52. Bề ngang. Đây. Đo cái hoành thân cây bự này đi. Rồi, hoành thân. Rồi, hoành thân của nó là 48 nha bà con. Rồi, có 48. Nè. Cái này nó lũa, những cái này là đều có lũa nha bà con. Lỗ bằng lăng lũa là không sao bà con yên tâm. Đây. Rồi quay đi. Đế cũng đều. Đo cái nhỏ ngoài kìa. Đế rất đều nha bà con. Đây. Cái này có cái dáng là phu thê. Đây. Phu thê hả? Phu thê. Nào phu nào thê. Cái này là phu đây thê. Bự thì bự nhưng nhỏ. Thê nhỏ quá. Đây. Thê 28 nha bà con. Rồi. 28. Đây, cái này có giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cái này bà con về ghép tường vi vô là rất là đẹp luôn nha. Hoặc là chơi nguyên thủy cũng rất đẹp luôn. Đây là cây số 2. Đây. Lùng lực nha bà con. Củ đế đặc luôn. Rồi. Đây giống như là một ngọn núi. Hảo chiều cao cái đi. Rồi. Chiều cao là 44. Đây. Tổng cái hoành đế đặc của nó đi. Đây. 86 nha bà con. 86 có đây. Bị lũa đây không? Nó có mấy cái lỗ bên trên này thôi nhưng mà không sao. Những cây bằng lăng này là bảo đảm cho bà con là không sao, không gì hết. Lỗ tự nhiên đây nha. Tự nhiên rồi, coi. Đây cây cũng búng đọt rồi nha bà con, rất tốt nha. Rồi đây cái này người ta làm lũa thì mà nhân tạo cũng được luôn nha bà con. Đây cây này có giá là 2.300.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cũng bằng đây. Lăng lá nhỏ ha, bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi đây gốc rất là đẹp luôn nha. Đây là cây số 3 cũng là bằng lăng hoa tím luôn nha bà con. Cũng lá một loại màu. Đây cũng một loại một lá nhỏ luôn. Đây cây rất là quái nha, rất đẹp luôn nha. Chiều cao là 50. Đây. Tháng ngang nó đi. Tháng ngang nó là 42 nha bà con. Rồi, 42. Rồi, đây bốn tượng đây. Giữa đó, đây nó cũng có lỗ luôn. Những cái này bà con về chơi tiểu cảnh rất là đẹp nha. Sâu vô phải không? Không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng gì hết, bảo đảm nha bà con. Cây già nó. Rồi bằng lăng nó là nó như vậy. Rồi. Thiên nhiên nó là như vậy nha. Đây. Tổng cái hoành đế đặc của nó là 72 nha bà con. 72. Đây, rất là đẹp luôn. Đây. Cây này có giá là 2.200.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Đây, rất là đẹp luôn. Mấy cây này bà con về chơi tiểu cảnh là ghép tường vi rồi vô là rất là đẹp nha. Đây là cây số 4A. Đây lùng lực luôn, rất là quái nha. Đây cái này nó có một cái lỗ bọng chỗ qua bên đây luôn nha bà con. Con này thiên nhiên của nó thôi. Rồi, tự nhiên xuyên, của nó thôi nha. Xuyên thân luôn. Đây xuyên thân qua đây luôn nha bà con. Cái này bà con để tiểu cảnh trên đây tượng kia là rất là đẹp nha. Rồi chiều cao 60. Cái hang nha. Cái hang bà con về để mấy cái tượng vô rất đẹp nha. Heo trên đây đi. Rồi. Trên đây là 61 nha bà con. Rồi. 61. Còn cái hoành mà đế bự đặc của nó đi. Tương đối dưới này rồi. Là 90. 90. Rồi. Đây cái này có giá là 2.400.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây rất là bao đẹp, rất là quái luôn nha, bao sống bao ship luôn. Đây em có mấy cây miệt quế nha bà con, bonsai. Đây. Vô là cũng được một nước dây rồi nha. Tai chi nó là đầy đủ rồi. Đây để nở luôn nha, rất đẹp nha. Quế lá gì, bông gì? Quế lá chung bông chùm nha bà con. Đang có bông có nụ nha. Chiều cao 70. Rồi tán ngang là 65. Cái này bảo đảm thượng chậu nha bà con. Chậm chậm quen vòng nữa đi. Rồi để em nó hoành. Hoành của nó là 32 nha bà con. 32. Quay chậm chậm. Đây. Tai chi đầy đủ hết rồi. Về bà con là chỉ nuôi chơi thôi. Đang lên bông rất nhiều nha. Đây miệt quế lá chung bông chùm luôn.
Rồi. Đây bông của nó chùm chùm nha bà con. Rồi, cái này có giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cũng là một cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con, cây 6A. Cây này cũng thần chậu nha bà con. Em nhổ ra từ trên chậu nha. Nó bị thiếu phân, thiếu đất nên nó hơi bị vàng lá chút xíu, chút đỉnh. Bà con về chăm sóc lại thôi là cây sẽ tốt thôi. Đây, củ đế rất là đẹp đều luôn nha. Cao là 88. Tán ngang là 70. Đây, đế đều 24 giờ luôn. Đây, cái hoành của nó là 38 nha bà con. 38 rất là lực luôn nha. Đây, cây này cũng người ta cũng vô nước dây rồi. Lá chung có tai chi nha bà con, lá chung bông chùm. Rồi, cái này có giá là 2.000.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây 7A. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn nha. Đây, cây này có dáng bài rất đẹp luôn nha. Đây, tai chi là đầy đủ hết rồi. Cây bảo đảm thần chậu luôn. Rồi, đo bay bao nhiêu? Rồi, chiều bay của nó là 120. Đây, tán ngang là 78. Rất là già cây nha bà con. Đây, củ đế là rất đẹp luôn nha. Lùng lực, hoành thân. Đây, hoành thân của nó là 46 nha bà con. 46. Đây, rất là lực, rất là to luôn nha. Đây. Rồi, cái này có giá là 3.800.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 3.800.000 em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bảo đảm cho bà con luôn nha. Đây, em có hai cây khí găng nha bà con. Khí găng mới vừa đâm khoảng một cây đọt thôi nha. Giờ bà con vô dây chỉnh sửa là nha. Này như phôi thôi. 8A có cái này có cái chiều bay. Đây, chiều bay của nó là 60. Rồi, chiều cao là 56. Đây, rất là già cây nha bà con. Hoành là 29 nha bà con, 29 hoành. Đây, cây này có giá là 700.000 thôi. Đây, có bông rồi, phải không? Đang có bông luôn nha bà con. Đang lên bông. Rồi, có dáng bay rất đẹp nha. 700.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây 9A cũng là khế găng luôn nha bà con. Đây, đang ra bông rất là nhiều nha. Bông chùm. Cái này cũng có dáng hơi siêu. Đây, dáng bay của nó 50. Đây, chờ bà con vô dây chỉnh sửa là nha. Đây, cái hoành vị trí này của nó là 22 nha bà con. 22. Cây rất là già cây nha. Cây 9A cũng có giá 700.000 luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, đây là cây số 10A. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Đây, cây này là sống tốt khỏe rồi. Này là bứng lên bầu đất cũng lâu rồi nha bà con. Đây. Rồi, cao. Rồi, chiều cao là 90. Tán ngang là 49. Này, lá này. Cây này có cái dáng lắc dưới gốc nha bà con. Lắc hơi, hơi siêu hơi. Đây, như một con thú đang ngồi nha. Rồi, hoành thân vị trí này của nó là 33 nha bà con. 33. Còn đo trên cái gừng cổ này của nó là 26 nha bà con. Trên đây 26. Đây, đế rất là đều luôn nha. Giống như một con thú đang ngồi nha. Đây, rất đẹp luôn. Rồi, rồi, cái này có giá là 1.600.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây rất là đẹp. Để lên tiếp không? Đây, cây số 11A. Đây, một cốt nha, dáng trực nha. Có dáng hơi siêu hơi thôi. Đây, đế thì rất là nở luôn. Bảo đảm cây này nha. Rồi, nguyệt quế lá chung bông chùm. Chiều cao là 115. Đây, đế nở rất đẹp nha bà con. Đây, hoành thân của nó 30. Vị trí này là 30 nha. 30 nha bà con. Đây. Còn trên này cũng nhỏ thôi, này 26 nha.
26. Rồi cái này có giá là 1.400.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 11 a. Đây cây số 12 a. Cái này có cái dáng lắc nha bà con, rất là đẹp nha. Đây dáng lắc tự nhiên luôn. Từ nhỏ luôn nha. Rồi. Đây. Rồi, chiều cao là 115. Rồi, cũng đây, một quế một cốt chung luôn, một quế lá chung bông chùm luôn nha. Cây này là nó nằm trên bầu là đất là nó sống nó đậm đọt rồi nha bà con. Bảo đảm sống khỏe rồi nha. Đây, hoành của nó là 25 nha bà con. 25. Đây, cây số 12A, dáng rất đẹp luôn nha. Rồi, cái này có giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, dáng lắc lượng. Đây cây số 13 cũng là nguyệt quế luôn nha. Đây cây mini. Cây này đâm lá đọt xum xê rồi. Rồi chiều cao là 60. Đây. Hoành thân của nó là 21 nha bà con. 21. Rồi cây này có giá là 600k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Chỉ 600k thôi. Đây cây số 14A. Đây lùng lực rất là đẹp luôn nha. Đây hoành thân hoành đế nó là có dáng thế đẹp nha bà con. Rồi chiều cao là 100. Đây đế là đều luôn. Cái này giống như hình thú nha bà con, giống như con thú đang ngồi. Đây hoành của nó là 33. Rồi 33 nha bà con. Đây cây số 14A. Cây này có giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây bộ đế rất đẹp luôn nha. Đây hai cái chân trước hai sau hai chân nha, giống như con thú. Để xuống đi. Cái này nổi không? Hai tay. Đây. Rồi cây đó cây gì? Đây là mai chiếu thủy nha bà con. Mai chiếu thủy da đen. Cái cục gạch này. Đây. Hai miếng. Cái này rất là nặng cây nha bà con. Cái này cũng trong bầu, trong bầu em bứng ra nha, ở trong chậu. Được chưa? Thần rồi thôi vậy đi. Không? Từ trong chậu bứng ra nha bà con. Đây cái này em mới vừa cun tàn thôi, rất là đều. Cái này về bà con mà nuôi lại nó đâm đọt lên nó rất là đẹp nha. Rất là đều cây. Rồi chiều cao khoảng nhiêu đây? Đi. Chiều cao khoảng từ 1m6 đến 1m7 nha. Rồi, từ 1m6 đến 1m7 trở lên nha. Đây. Và quay chậm chậm tay chi đi. Là gắt đều rồi nha, quay quay vòng chậm đi. Rồi tán ngang của nó là 125 nha bà con. Tán ngang là 125. Đây tay chi quay nhạo hết rồi này, dây người ta sửa là siết chặt hết rồi nha, gắt lâu rồi nha. Rồi vô hoành đi. Đây lá cái này là lá chung nha bà con. Đây nó chung lỡ lỡ chứ không có lớn nữa. Da đen ha, da đen bảo đảm cho bà con luôn nha. Đây cái này em đo sát cái phần gốc này nha bà con. Đây 64. 64 nha. Đây đem đo phía trên này cho bà con tham khảo luôn nha. Đây vị trí này của nó là 40 nha bà con. Vị trí này nó là 40. Rồi. Cây này rất là già cây nha bà con, rất là lớn cây lâu năm lắm rồi nha. Rồi, giờ con vô chậu là dưỡng có bị rồi nha. Lỗi gì không? Không, bảo đảm cây không có bị bể mục nha bà con. Đây cây này bà con yên tâm, nguyên một cây đặt luôn. Rồi giá một luôn cốt. Rồi cây này có giá là 11.000.000. 11.000.000 em bao ship 300 km nha. Nếu mà xa hơn nữa thì bà con thương lượng nha. Tại vì cây này rất là nặng. Đây tay chi rất là đều, rất là đẹp luôn nha. Này rồi, vô cái thôi, chơi rất đẹp luôn. Này qua đây đi. Một lần. Đây cây số 16A. Đây nguyệt quế. Ơ mà mai chiếu thủy nha bà con. Đây mai chiếu thủy này là da, này là da trắng nha bà con. Lá da gì? Trắng. Da trắng này lá chung quá. Đâu còn lá lỡ. Đây cái lá nó gì đây? Lá lớn thì nó rất là lớn lắm. Lớn thì lớn hơn lá này. Đây thân lắc lộn luôn nha. Nhiều. Như dáng lông nha. Chiều cao cây này có khoảng là 1m6 tới 1m7 nha bà con.
Rồi mét 6. Đây cái này em có một cặp. Quay đi quay đi. Giặt một cái cặp nó là giống hệt nhau luôn rồi coi y gan luôn nha. Đây bộ đế rất là đẹp luôn, rất là khủng luôn. Vành. Đây. Vành của nó là 31 nha bà con. Vị trí này là 31. Đây còn vành đế của nó. Nguyên cái nồi đế của nó là 113 đi. 113 nha bà con. Rồi quay nồi đế vòng coi. Đây. Đế rất là đẹp luôn nha, giống như ngọn núi nha. Cái này lên cái chậu để một cặp chứ cửa nhà thôi là rất là đẹp rồi con. Khúc thoát thân nó như vậy. Đây. Thế tay cành số 1 á. Đây từ đây xuống đây là 30. Rồi. 30 nha bà con. Còn khoảng này cũng là 30 luôn nha. Khoảng là 30 nha. Cái này là kiểu như là dạng kiển cổ nha bà con. Dạng của ông già xưa ông chơi rất là lâu năm rồi. Đây rất là đẹp luôn. Cây này cũng thần chậu bảo đảm rồi, nha. Rồi là mã số mấy là giá nhiêu? Rồi mã số 16. Cây này có giá là 4,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0772 877278. Đó cũng là số Zalo Facebook luôn nha bà con. Đây là cây số 16A 17A là cái này với cái kia là một cặp nha bà con. Đây giống hệt nhau luôn nha. Đồng giá luôn hay sao? Cũng đồng giá luôn nha. Đồng giá là 4 đồng giá luôn nha bà con, 4,5 triệu đồng giá luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cao cũng cỡ mấy 6 ha. Rồi cao cũng tương đương mấy 6m7. Đây cái nãy chưa đo tán ngang. Rồi tán ngang của nó là 85. Đây cái cốt tay này không của nó là rất là lớn rồi nha bà con. Cây này rất là lâu năm rồi nha. Cái cành này không của nó là 19 rồi nha bà con. 19 rồi nha. Rồi. Chứng tỏ cái này chơi rất là lâu năm rồi. Quay vòng đây. Quay vòng hết đâu. Để nôm lên luôn nha bà con, rất đẹp có nha. Có một bọng gì không? Cây này em bảo đảm với bà con là không một không bọng không bể luôn nha bà con. Rồi. Không bị lỗ luôn nha. Đây. Hoành là 34. 34 nha bà con. Đây còn nồi đế nữa đây. Nồi đế nó rất là khủng luôn nha. Nồi đế của nó là 120. 120 nha bà con. Rồi, cái này với kia là một cặp. Cũng có giá 4,5 triệu luôn nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi xuống cây. Nói qua đây một xíu rồi. Rồi đó đi. Nào luôn. Đây cũng là cây mai chiếu thủy luôn. Da trắng nha bà con. Cái nào da trắng em nói da trắng, còn da đen thì em sẽ nói da đen cho bà con. Đây, cái này như một cái phôi thôi, dạng phôi mới lên thôi nha. Rồi thôi đó, quái luôn. Thôi. Rồi. Cao là 50. Đây hình một con thú. Rất là quái nha. Hoành là 28 nha bà con. Khoảng 28 29. Đây, 28 đi. 28. Đây, nồi đế của nó là 90. 90 nha bà con. Rồi, đây, chiều dài của nó đây. Chiều dài vị trí này của nó là 35 nha. 35. Như một con thú đang nằm luôn nha. Rồi. Cây số 18. Đây, rất là đẹp luôn nha. Cây này cũng thần chậu nha bà con. Đây, cây này có giá là 2,8 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Về bà con chơi bonsai luôn, sửa bonsai là rất là đẹp nha. Đây là bằng lăng hoa tím nha bà con. Lá lớn phải không? Lá lớn. Cây này lá lớn người ta cũng ghép hết một hai tược vô là cũng bằng lăng Thái rồi đó. Đây, có mắt ghép luôn nha. Đây rồi, gốc rất là khủng nha. Bay nó nhiều. Rồi. Chiều bay xuống tới mặt bầu luôn là 130. Đây, đâu ghép chỗ nào đâu. Đây, ghép này bà con. Ghép bằng lăng Thái vô. Còn mấy mắt kia là chúng ta chưa ghép này mới chơi thôi nha. Đây. Cái hoành thân nhỏ cây này là 43 nha bà con. Nhỏ của nó là 43. Còn tổng cái hoành cũ của đặc của nó. Đây, cũ đặc của nó là 82. 82 nha bà con. Đây, cái này có mấy cái lỗ này của thiên nhiên tự của nó thôi chứ không có sao hết. Bảo đảm cho bà con nha. Đây, rất là khủng luôn, rất là lớn luôn. Wow, trả lại. Đây. Đây. Đây, cái lỗ ở đây tự nhiên thôi nha. Không sao, bảo đảm cho bà con nha. Đây, rồi, giá bà con. Nhiêu? Cái này có giá là 3,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây. 3,5 triệu thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây bự đó hả? Rồi cây bự này dắt lên bàn không nổi rồi chú Tướng ơi. Để em mà quay chú khác. Đây.
Cái bự này để dưới đi, xây hơi thôi. Rồi. Đây là, cái này là cung cây. Thôi gì đây? Đây là bằng lăng nha bà con. Bằng lăng rất là khủng luôn nha. Lá làm sao? Bằng lăng lá lớn. Đây bằng lăng hoa tím lá lớn nha. Rồi, cao đi. Đây. Chiều cao nó là khoảng là 2 mét nha bà con. 2 rồi. Mét. Đây còn tán ngang cái thân này của nó không là nó làm trên 100 rồi. Rồi bây giờ khoan nè, đo từ dưới đó lên nè. Rồi sát cái dưới này coi làm sao nè. Đây. Cho ông Phương vô hỗ trợ. Bên kia. Sát cái dưới. Đặt lên. Rồi. Đây, sát cái dưới của nó là trên 150 nha bà con. Rồi, thôi tính mét rưỡi đi. Trên 150 nha. Rồi, còn nói trên này đó. Chút xíu nữa. Đây, trên này của nó là 145 nha bà con. Rồi. 145. Rồi ngay cái cổ à. Đây, cổ này của nó đây. Cổ này của nó là 77 nha, 78 nha. Rồi. 78. Đây đo trên này thằng nhỏ là cái nói đi. Cho bà con tham khảo nha. 43. Rồi, đây cái này rất là đẹp luôn nha. Cái cũ cái u nó cục bành bành không nha con, rất là đẹp luôn nha. Nó u đều nha. Quay nửa vòng. Đây. Cái này rất là nặng. Quay nửa vòng. Đây. Chút nữa, vô tiếp. Rồi, ngưng. Đây. Rồi nữa, trả lên chút. Rồi đây bên đây có cái mặt cắt ha. Đây, mặt cắt cái nhánh của nó nha bà con, cái nhánh đó thôi. Chỗ này cây rất là khủng không? Nha. Này có một gì không? Bảo đảm mà con luôn không sao, không một gì hết. Cái này nó bị tét rồi, không nó sao. Có dấu hiệu nè. Không sao luôn, bảo đảm mà con không sao nha. Cái này là mình về mình đục sơ lại thôi. Đục nếu mà cái này về bà con có thể tạc tượng cũng rất là đẹp luôn nha. Tạc tượng hình ông Phật lên rất đẹp luôn. Rất là già cây, cây này trên 100 năm rồi nha bà con. Rồi bằng lăng. Của ông già xưa. Đây, rồi. Cục u nù lên rất đẹp luôn. Rồi. Cái này cũng có giá là 11 triệu. Em bao ship 300 km cho bà con luôn nha. Tại vì cái này rất là nặng. Cái này có thể trên 300 kg à. Rồi cái này cũng là cây clip. Em cũng xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh và nhà em, cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn lại những clip sau. Rồi. Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.